Thì lần trước mình đã đăng lên cái trên YouTube của mình á, hỏi ý kiến anh em trước là mình nên quay sinh tồn hay mình nên quay headset, và anh em cũng đã thấy cái kết quả rồi đúng không? Mình sẽ theo số đông. Vì vậy hôm nay mình sẽ chơi Backworld. Má nãy này, nãy giờ lâu BB mà quên đỡ á, quên đỡ một cái, kiếm một cái đỡ một cái. Phải cướp đang chơi bị dắt vô mờ kìa. Hi, xin chào tất cả mọi người trên kênh của mình. Mình là Toàn Grab, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục qua video tập tiếp theo của Backworld. Thì lần trước mình quay những video một phần thôi, mà mình vô đây mình sẽ chủ yếu chỉ chơi cho vui thôi. Mình không biết chơi Backworld mà có nhiều bạn trên TikTok lẫn Facebook đều à, Toàn MC anh vô chơi Backworld đi, này nọ rất là nhiều đó nè. Nay mình sẽ chơi luôn cho mọi người xem luôn nha. Lại chơi ngu đừng có chửi nha. Nhận đủ gạch đá xây nguyên biệt thự được á. Hơi bị chơi hơi bị ngu. Ok, chúng ta bắt đầu nè. Rồi giờ bắt đầu chơi nè. Bây giờ cầm quyển sách rồi nhấn chuột phải, chọn cái phòng mà đâu rồi. Phòng mà cũng đang chơi rồi. Nó không biết chờ mình. Đó, chọn tem. Chọn chọn tem đỏ đi. À, chọn tem đỏ đi cho nó nóng nè. Đổi build, chọn gì builder hay là default thôi, chọn builder đi. Đỏ không? Ừ. Ok, bây giờ mình sẽ biểu diễn cho anh em xem thế nào là một player pro. Kèo này ăn chắc. Kèo này thắng chắc. 3-2-1 vô. Ủa vậy? Gì bịch vậy? Ra bạn nghe. Công. Ê lộn, một công một thủ. Lộn. Có kiếm không? Đi solo luôn, 20 sắt. Lắp thêm đi. Vãi, xong một team rồi kìa. Người ta giờ hả bay lượn tùm lum hết, mình vẫn còn đứng lóc lóc từ từ lóc, từng lóc, bà nội cha nữa. Bắt nó không biết mình luôn nè mọi người. Nó đi tỉnh bơ vậy. Sao nó đi từ từ vậy? Ủa cái giường ở đâu? Ủa ghê thế. À nó chơi kiếm lửa luôn bay. Không, nãy nay dục đồ gương hết rồi. Má nó cầm kiếm lửa, kiếm sắt lửa luôn. Quét đồ. Mà chừng thằng áo hồng nó qua nha. Bốn kim cương. Trời ơi mấy thằng này thua rồi. Nâng cấp. Dương, nó phá luôn rồi. Thằng vàng nó lụm kẹo luôn rồi. Ôi, xanh là mẹ vậy. Coi chừng, ê thằng xanh nó qua bên mình á. Ê thằng vàng nó qua bên mình á. Đội vàng nó bị loại rồi. Mày xạo với tao. Mấy thằng này để bắt bóng bên thằng trời. Chết mẹ thằng Hồng. Ê thằng Hồng qua được bên mình kìa, chắc thằng Hồng qua bên mình kìa. Ê mày. Lắp lại được. Lắp lại được, yên tâm, chú xử đó rồi. Yeah.
lo được. Ngon. Ra lắp lại đi. Mua lắp liền. Má gặp anh Toàn BB chưa sợ hay gì á. Má trình độ BB anh Toàn không bị gắt. Nha, yeah, vào đây. Kìa, trắng, thằng xanh nó qua nữa kìa. Qua đi chơi tao quá hả? Cái gãy đánh xa, đánh cái cho mày bay á. Mẹ dâm ba cái gãy đánh xa này. Á đồ nhảy hụt á. À, trời ơi, BBB mười hồ trong cái tự nhiên nhảy hụt. Kiểu này tụi mình lo được anh em à. Ra lắp đi anh em. Ê, có thằng kìa. Còn đợi đỏ, đợi xanh nhạt, đợi hồng. Ôi, mấy nhóc con. Rồi lắp đi, anh nâng cấp cho. Vậy ba, hết hồn ba, đừng đánh nhau ba. Đợi này đi công cho. Nó kiếm đội hồng rồi qua tao công. Đội hồng, hai đội hồng đã rơi vào không gian, what the fuck, đội hồng. Ở nhà thủ nha ba, tao đi rồi mày phải nhà thủ cho mạnh mạnh vô á. Một đứa công mà phải có một đứa thủ. Nó gọi là teamwork. Đồ đặt lóc đồ, đặt lóc đồ, mày tới đây. Trời ơi. Đặt lóc cái đại vô té ba. Kỳ vậy. Bà mẹ nó xém chết luôn. Má tức ghê á. Dâm ba mấy nhóc con này, anh Tàng đó được. Đây giờ kim cương có nhiêu kim cương rồi đưa cho anh hai. Bỏ vô gương ender nha. Thằng xanh toan rồi, giờ tới thằng hồng nè. Má thằng hồng phải chết. Đâu rồi, quăng cho anh hai coi. Có 4.000 cơ à. Quăng vô gương, đây nè, quăng hết đây. Có nhiêu sắt rồi quăng cho anh hai hết coi. Rồi, mình đã mua người sắt. Mua mấy cái lóc cứng lắp vô. Lắp gỗ nè, mua lắp gỗ rồi đặt sole liên tục luôn. Còn đội hồng với mình á. Ê, người sắt mày đừng có té vô à. Ngu đi xuống dưới. Nó té chưa? Em lọt. Chưa té mà đúng không? Ừ, em lọt rồi. Gà vậy. Non thế. Chân rồi. Giờ mà kiếm đội hồng hả ta? Bây giờ không thấy đội hồng ở đâu luôn mà kiếm. Đội hồng kế đội xanh hả? Thôi khỏi. Má căn cứ đây farm bao đã luôn. À thấy đội hồng rồi. Nó kế mình đội xanh luôn á. Nó chơi nó dùng TNT mọi người ơi. 5 vàng trời ơi. Vàng tốn thiếu.
ta sẽ vào lắc quá. Mày BBB với tao hả? Nổ bao đã luôn, bùm 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 bùm. Má đại qua này nằm đung 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 đung. Giờ qua làm tiếp nè. À thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Đứa này, đứa này, đứa này, đứa này. Ăn tấu vàng đồ. Ăn tấu vàng đồ. Ăn tấu vàng đánh được tao không? À. Ui thấy mẹ rồi, nữa rồi. Má cứ bị đào chậm bài ta, khó chịu ghê á. Ghê thế, ghê thế, ghê thế, ghê thế, ghê thế. Nữa đào chậm nữa, what the fuck, đào chậm hoài vậy. Ủa lọt 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 lọt. Trời 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 trời. Má đầu chậm hoài ta, sao bên nó đầu chậm đầu chậm đầu chậm liên tục luôn á. Ở nhà có hai người, ô giá kim cương luôn, what the fuck. À thằng kia nó qua lụm. Ủa nó bắn cầu lửa vào mặt anh ai kìa. Ê nó qua luôn rồi. Con mẹ nó. Rồi té chết. Ngu ngu ơi là ngu. Mày thằng tiếp theo. Cần hai nha. Trời ơi bị chậm nữa trời đất ơi. Ghê rồi, ghê rồi. Gáy to gáy tốt thế nhờ. Đợi xíu đang về. Mày mới 13 viên kim cương à. Mày có nhiều kim cương mà dán cho coi. Tới đây, tới đây, tới đây, đâu à? Kim cương rồi, tao tầm mày tới đây. Có đâu. Không phải. Ý là kêu tụi nó tới đây, tao có kim cương rồi, tao không sợ ai đó. Rồi, 4, 17 rồi, đủ luôn. Mười bảy thêm cái nâng cấp. Mày má giáp siêu cứng luôn. Má bảo vệ 4 luôn rồi chăng. Tới là xin nhẹ cái đầu à. Má nãy này, nãy giờ lo BB mà quên đỡ á. Quên đỡ một cái, chém cái đỡ một cái. Vãi cước đang chơi bị văng server kìa. Chú Hề. Rồi xong chú Hề luôn. Trời ơi, đang chơi bị văng anh em ơi. Cay thế. Tức thế nhờ. Mình bây giờ mình xem coi thằng em mình nó làm được gì trong này rồi. Trong đội ông anh mình là ông Phan. Trời ơi. Còn thằng quái MC vậy. Tém bỏ thằng hai kia làm gì ta. À này đang làm kim cương ở đây nâng cấp cái kiểu nè. Ok. Ê có cái thằng ở bên đội xanh kìa, nó đang chuẩn bị qua đây cuối cuối làm gì á. Ê tụi nó chuẩn bị qua kìa, nó bị qua kìa.
kìa, cái giống như mình hay lấy kim cương á, nó chuẩn bị qua cái qua đây con dây, qua đây hai thằng luôn, hai thằng luôn, nó bọc hai đầu luôn kìa, chết mẹ, cầm cung bắn nó đi, cầm cung bắn nó đi, chết mẹ, em cung 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 trời ơi, trời ơi, rồi xong luôn. Quang biết bờ gồ đã rơi vào không gian. Ủa thằng này đâu rồi? Nó qua rồi kìa. Đâu rồi? Ê, nó bên trong nè, nó bên trong nè. Nó bên trong nè. Nó đang bên trong luôn á. Đó, nghe tiếng đập lóc không? Nó đang bên trong. Ừ, trong đó. Thấy mẹ. Thấy mẹ, bữa ai? Mày mày chơi gà quá hả? Cái đường. Đập đi, đập lóc đi, đập đi. Cái mày đập đi. Cái đường nào đâu, mày đập đi. Nó trong á, đánh nó, chơi nó, phạt nó. Bà nói mày. Gà thế. Nó trong á, nó đang mò vườn mình á. Bà nói mày. Rồi xong luôn. Rồi. Tất cả vườn đã bị phá hủy. Bất tận. Bà nói mày. Solo đi, thắng đi, thắng đi, thắng. Chém mạnh lên. Hay quá. Ôi, nó mất giường rồi trắng. Qua kiếm thằng kia luôn. Qua kiếm thằng kia. Chơi thuốc vô, chơi đồ cho thằng kia VV gà lắm. Qua nó luôn đi, nó đang bên đồi hồng á. Chơi luôn đi, nó bị mất giường luôn rồi. Trời ơi, vô chém nó luôn, nó đang mua đồ á, vô chém nó luôn. Chém, chém. Giật nó, chém nó, lên. Vô. Đánh đi, đánh đi. Bà nội mày. Mình sắp thắng rồi, đánh đi. Được, được, được. Ê, 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 chém. Lắc rồi, gà thế. Gà quá, gà luôn. Trời ơi, đánh nó đánh bị gà đấy. Trời ơi, non quá. Đâu rồi? Lắc thôi. Đừng nói lỗi anh em ơi. Mày lắc quá vậy? Trời, 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 trời. Cái gì mà anh? Rồi. Ủa nó bay nó chơi như kìa. Không phải, mạng lắc quá đánh không được. Về về. Trời ơi. Kim cương này, kim cương này. Đánh đi, kim cương cái quần què gì. Ok, hôm nay mình chỉ chơi đến đây thôi. Tại vì mạng thứ nhất là mạng lắc quá, chạy được trận đầu thôi mọi người à. Không sao, thì lần sau chúng ta sẽ làm lại. Mục đích là mình chỉ chơi cho vui thôi. Các bạn đừng quên nhấn like, subscribe, share cho mình để mình tiếp tục cái video tập tiếp theo của Minecraft. Và đừng quên ủng hộ mình trên nền tảng YouTube, TikTok và Facebook nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo. Bye.